Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng từ vụ việc của Suli, một thông tin khác đang gây chú ý không thường chính là việc Song Jae-yo đứng ra khiếu nại 15 chủ tài khoản tung tin bôi nhọ hình ảnh và danh dự của nữ diễn viên trong thời gian qua. Trang Sina cho biết, trong số 15 tài khoản này, chỉ có 2 đối tượng xác định được danh tính cụ thể tạm gọi là A và B, còn 13 hero kia thoát tội bởi đã nhanh lẹ đóng hoạt động bot của mình. Theo sở cảnh sát Bơn đang tiết lộ, cả 2 hero A và B đều đã được chuyển đến công tố với đề nghị cáo trạng vi phạm luật đưa tin tức, sử dụng mạng xã hội và bảo vệ thông tin. A là người đã tung tin đồn sai sự thật về việc Song Jae-yo ly hôn Song Jin khi bởi có đại gia Trung Quốc bao dưỡng, trong khi đó B bị kết tội viết những bình luận phỉ báng tới nữ diễn viên. Đại diện của Song Jae-yo vào hồi tháng 7 đã nộp lên tòa án 15 tài khoản mạng xã hội. Cô cũng có phát biểu khá gay gắt về vấn đề này, những bài báo sai lệch vô căn cứ, đầy những lời lăng mạ, bịa chuyện và hoàn toàn sai lệch. Những điều này không chỉ vượt quá mức độ khoan dung của xã hội, mang đến tổn thất cho các bên. Nguồn Sina, Zombie.